Câu hỏi: tại sao phải tham dự khóa thiền Vipassana 10 ngày? Tại sao cần phải theo khóa thiền 10 ngày để học kỹ thuật này? Nếu quý vị có thể ở lâu hơn thì càng tốt. Tuy nhiên, 10 ngày là thời gian tối thiểu để có thể nắm vững được những điểm căn bản của phương pháp này. Tại sao phải ở trong khuôn viên của khóa thiền trong 10 ngày? Bởi vì quý vị ở đây để thực hiện một cuộc giải phẫu tâm mình. Mỗi cuộc phẫu thuật đều phải được thực hiện ở bệnh viện trong phòng mổ được bảo vệ vô trùng. Ở đây, trong khuôn viên khóa thiền, quý vị có thể thực hiện cuộc phẫu thuật mà không bị quấy nhiễu bởi những ảnh hưởng bên ngoài. Khi khóa học chấm dứt, cuộc phẫu thuật hoàn tất và quý vị sẵn sàng để ra đối diện với đời.